Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học môn Tiếng Việt lớp 3 trong quyển sách Tiếng Việt tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Và bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học bài số 3 trong tuần thứ 17. Các em hãy lật sách giáo khoa ra, trang số 126. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Phần đầu tiên của bài học, chúng ta sẽ đến với phần khởi động trong phần khởi động này cô có yêu cầu như sau chia sẻ về những điều em thường trao đổi qua điện thoại với người thân theo gợi ý và đây là các gợi ý thăm hỏi kể hoặc những gợi ý khác rồi bây giờ cô sẽ dựa vào gợi ý này cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện yêu cầu này nhé những điều em thường trao đổi qua điện thoại với người thân em thăm hỏi người thân về sức khỏe công việc em kể về tình hình sức khỏe của em và gia đình, việc học tập của em, công việc của bố mẹ em và những hoạt động thường ngày. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ đến với hoạt động khám phá và luyện tập. Trong hoạt động này, chúng ta sẽ làm một số bài tập sau. Bài tập số 1, đọc và trả lời câu hỏi. Ở bài tập số 1 này, cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện đọc bài thơ Như có ai đi vắng của tác giả Cao Xuân Sơn. Rồi sau đó, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến bài thơ. Bây giờ, các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài thơ trước nhé. Như có ai đi vắng chẳng thấy ông nội đâu mà giọng ông nói đấy. Áp tai vào ống nghe, đỡ nhớ ông biết mấy quê nội thì xa ngái, chưa một lần về thăm, chỉ nghe qua điện thoại, mà quá chừng nhớ mong. Trăm núi với nghìn sông, thoát gần trong gan tất, chuông điện thoại reo giòn, những niềm vui bất chợt. Một hôm, đường dây đứt, không một hồi chuông reo, cả nhà cứ nhìn nhau, như có ai đi vắng. Tác giả Cao Xuân Sơn vừa rồi các em đã nghe cô đọc mẫu bài thơ như có ai đi vắng bây giờ các em hãy chú ý cho cô từ ngữ chú thích sau xa ngái xa ngái còn có nghĩa là xa xôi rồi bây giờ cô yêu cầu các em hãy luyện đọc lại bài thơ này cho cô nào các em lưu ý bài thơ này được chia ra thành bốn khổ thơ đây là khổ thơ thứ nhất còn đây là khổ thơ thứ hai đây là khổ thơ thứ ba và đây là khổ thơ thứ tư các em sẽ luyện đọc từng khổ thơ rồi sau đó luyện đọc lại cả bài thơ để có thời gian đọc bài các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại sau khi các em đọc bài xong thì các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp các em đã đọc bài xong chưa à rất tốt Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu bài thơ nhé. Các em hãy trả lời cho cô một số câu hỏi sau. Câu hỏi số 1. Bạn nhỏ kể về điều gì trong khổ thơ đầu? Để trả lời được câu hỏi số 1 này, chúng ta sẽ đọc lại khổ thơ đầu tiên nhé. Chẳng thấy ông nội đâu mà giọng ông nói đấy. Áp tay vào ống nghe, đỡ nhớ ông biết mấy. Như vậy, ở câu hỏi số 1 này, chúng ta sẽ trả lời như sau. Ở khổ thơ đầu, bạn nhỏ kể không thấy ông nội, nhưng khi bạn nghe được tiếng ông nội trong ống nghe, bạn cảm thấy đỡ nhớ ông nội hơn. Câu hỏi số 2, những dòng thơ nào trong bài diễn tả tình cảm của bạn nhỏ với ông nội? Để trả lời được câu hỏi này, cô gợi ý cho các em hãy đọc lại khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba để tìm những dòng thơ diễn tả tình cảm của bạn nhỏ với ông nội nhé. Quê nội thì xa ngái, chưa một lần về thăm, chỉ nghe qua điện thoại mà quá chừng nhớ mong. Trăm núi với nghìn sông, thoát gần trong gan tất, chuông điện thoại reo giòn, những niềm vui bất chợt. Như vậy, sau khi đọc khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba, Cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời câu hỏi số 2 như sau. Những dòng thơ trong bài diễn tả tình cảm của bạn nhỏ với ông nội đó là những dòng thơ mà quá chừng nhớ mong những niềm vui bất chợt. Tiếp theo, câu hỏi số 3. Cả nhà bạn nhỏ cảm thấy thế nào khi đường dây điện thoại bị đứt? Vì sao? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc lại cho cô khổ thơ cuối có trong bài thơ để biết được cả nhà bạn nhỏ cảm thấy như thế nào khi đường dây điện thoại bị đứt và nguyên nhân vì sao nhé. Một hôm đường dây đứt, không một hồi chuông reo, cả nhà cứ nhìn nhau như có ai đi vắng. Như vậy, ở câu hỏi số 3 này, cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời như sau. Cả nhà bạn nhỏ cảm thấy như có ai vắng nhà khi đường dây điện thoại bị đứt vì cả nhà đã quen nghe có tiếng ông mỗi ngày qua điện thoại. Tiếp theo, câu hỏi số 4. Em thích hình ảnh nào trong bài? Vì sao? Như vậy, các em hãy dựa vào nội dung của bài thơ, suy nghĩ và trả lời theo ý kiến riêng của mình đối với câu hỏi số 4 nhé. Và sau đây, cô sẽ gợi ý cho các em trả lời câu hỏi số 4 như sau. Các em có thể trả lời theo gợi ý của cô hoặc các em cũng có thể trả lời theo ý kiến riêng của mình. Trong bài thơ Như có ai đi vắng, em thích nhất là hình ảnh. Chỉ nghe tiếng ông qua điện thoại mà quá chừng nhớ mong. Hình ảnh này cho thấy sự nhớ mong của bạn nhỏ đối với ông nội và tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ dành cho ông. Tiếp theo, cô yêu cầu các em hãy chọn ra ba khổ thơ em cảm thấy thích trong bài thơ như có ai đi vắng và học thuộc lòng ba khổ thơ đó cho cô nhé. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1, đọc và trả lời câu hỏi. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Đọc một bài văn về gia đình. Trong bài tập số 2 này, cô có hai ý. Ý A nhỏ, viết vào phiếu đọc sách những nội dung em thích, như là tên bài văn, tên tác giả, từ dùng hay chỉ hoạt động, từ dùng hay chỉ tình cảm, hình ảnh đẹp và những gợi ý khác. Ý B nhỏ, trao đổi với bạn về 2 đến 3 từ ngữ dùng hay trong bài văn. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập số 2 này nhé. Trước tiên, cô sẽ gợi ý cho các em đọc một bài văn về gia đình. Đó là bài Cánh đồng của bố của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần. Rồi, bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc bài văn nhé. Cánh đồng của bố Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc, tức cái ngày tôi chào đời. Khi nghe tiếng tôi khóc, bố thốt lên sung sướng. Trời ơi, con tôi! Nói rồi, ông áp tay vào cạnh cái miệng đang khóc của tôi. Bố tôi nói, chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy. Bố còn bảo, ẩm một đứa bé, mệt hơn cày một đám ruộng buổi tối bố phải đi nhẹ chân đó là một nỗi khổ của bố bố tôi to khỏe lắm với bố đi nhẹ là một việc cực kỳ khó khăn nhưng vì tôi bố đã tập dần bố nói giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng đêm bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ cánh đồng của bố theo nguyễn ngọc thuần Vừa rồi, các em đã nghe cô đọc mẫu một bài văn về gia đình, đó là bài Cánh đồng của bố. Bài văn này các em đã được học ở chương trình lớp 2 rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ dựa theo bài văn này để thực hiện bài tập số 2 này nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện ý A nhỏ. Viết vào phiếu đọc sách những nội dung em thích. Để thực hiện được ý A nhỏ này, các em hãy lấy vở bài tập tiếng Việt tập 1 ra Lật ra cho cô trang số 87. Đây là mẫu phiếu đọc sách. Chúng ta sẽ dựa vào bài văn Cánh đồng của bố mà cô vừa đọc cho các em nghe để viết vào mẫu phiếu đọc sách này những thông tin như sau: Tên bài văn, tên tác giả, từ dùng hay, chỉ hoạt động, chỉ tình cảm, hình ảnh đẹp hoặc những gợi ý khác. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em cách viết phiếu đọc sách nhé tên bài văn cánh đồng của bố tên tác giả nguyễn ngọc thuần từ dùng hay chỉ hoạt động bố thốt lên sung sướng trời ơi con tôi từ dùng hay chỉ tình cảm giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng hình ảnh đẹp buổi tối bố phải đi nhẹ chân để cho bạn nhỏ có giấc ngủ ngon như vậy các em hãy dựa vào hướng dẫn của cô để hoàn thành phiếu đọc sách nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang ý B nhỏ, trao đổi với bạn về 2 đến 3 từ ngữ dùng hay trong bài văn. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện yêu cầu này nhé. Trong bài văn Cánh đồng của bố, từ ngữ hay dùng để chỉ hoạt động, đó là từ ngữ thốt lên sung sướng. Qua từ ngữ này cho chúng ta thấy sự vui mừng Sung sướng của người bố khi nhìn thấy đứa con nhỏ vừa mới chào đời của mình. Từ ngữ hay dùng để chỉ tình cảm đó là đi nhẹ chân. Từ ngữ này cho chúng ta thấy tình yêu thương của bố dành cho con. Phần tiếp theo của bài học là phần luyện viết chính tả. Trong phần này, chúng ta sẽ thực hiện một số bài tập sau. Bài tập số 1: Nghe, viết. Trong bài tập này, các em sẽ nghe cô đọc và viết lại cho đúng chính tả đoạn văn sau. Trước khi viết, các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu đoạn văn nhé. Vườn trưa Không có gì hiền lành, đáng yêu như khu vườn trưa lặng lẽ. Cây cối là người bạn hiền, buông từng lời thủ thủy trang chứa màu xanh trong từng chiếc lá. Cao nhất là cây dừa, thấp lè tè là bụi rau răm. Ta có thể nghe được tiếng sạc xào của những buổi chuối phát ra từ những lá cờ xanh đùa trong gió. Theo băng sơn. Rồi, bây giờ các em hãy lấy cho cô vở bài tập tiếng Việt tập 1 ra, lọt ra trang số 88, bài tập số 2 trong vở bài tập tiếng Việt. Các em sẽ nghe cô đọc và viết bài trực tiếp vào trong vở bài tập tiếng Việt nhé. Các em lưu ý, khi viết bài thì các em phải ngồi cho đúng tư thế, viết đúng chính tả viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu tự bài và viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu dòng sau dấu chấm các em cũng viết hoa các chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu câu chữ viết phải chính xác về độ rộng chiều cao đủ nét có nét thanh nét đậm khi viết cần chú ý viết liền mạch hạn chế tối đa số lần nhấc bút nét rê bút li bút phải thanh mảnh tinh tế chữ viết mới đẹp và tạo được ấn tượng tốt. Rồi, bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc và bắt đầu viết bài nhé. Đầu tiên, các em hãy viết cho cô tự bài. Khi viết tự bài, chúng ta sẽ canh viết ở giữa và nhớ viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu tự bài nhé. Vườn trưa Vườn trưa Rồi, các em xuống hàng, viết thuộc vô đầu dòng hai ô ly cho cô nhé. Các em lưu ý, nhớ viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu dòng. Không có gì hiền lành. Không có gì hiền lành. Phải. Đáng yêu như khu vườn trưa lặng lẽ. Đáng yêu như khu vườn trưa lặng lẽ. chấm. Sau dấu chấm, các em nhớ viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu câu nhé. Cây cối là người bạn hiền. Cây cối là người bạn hiền. Phải. Buông từng lời thủ thủy. Buông từng lời thủ thủy. chan chứa màu xanh chan chứa màu xanh trong từng chiếc lá trong từng chiếc lá chấm sau dấu chấm các em nhớ viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu câu nhé cao nhất là cây dừa cao nhất là cây dừa. Chấm. Thấp lè tè là bụi rau răm. Thấp lè tè là bụi rau răm. Phải. Ba chấm. Sau dấu ba chấm này, các em cũng viết hoa cho cô chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu câu nhé. Ta có thể nghe được. Ta có thể nghe được. Tiếng sạc xào của những bụi chuối. Tiếng sạc xào của những bụi chuối. Phát ra từ những lá cờ xanh phát ra từ những lá cờ xanh đùa trong gió đùa trong gió chấm các em xuống hàng viết tên tác giả ở góc bên phải theo băng sơn theo băng sơn sau khi các em đã viết bài xong rồi thì các em hãy tự kiểm tra lỗi chính tả của mình nhé. Bây giờ, cô sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo, đó là bài tập số 2. Chọn văn ếch hoặc văn ếch thích hợp với mỗi bông hoa và thêm dấu thanh nếu cần. Bây giờ, các em hãy đọc cho cô các từ ngữ này và chọn cho cô văn ếch hoặc văn ếch thích hợp với mỗi bông hoa và thêm dấu thanh nếu cần để tạo thành các từ ngữ có nghĩa nhé. Sau đây, các em hãy xem bài làm chi tiết của cô nhé. Đầu tiên là từ ngoệt ngoạt. Từ ngữ này là từ ngữ dùng để chỉ nét viết, nét vẽ xiên vẹo, méo mó do chưa thành thạo. Từ tiếp theo là từ bạc phết. Từ ngữ này có nghĩa là bị phai màu, ngã sang màu trắng đục, trông cũ và rất xấu. Tiếp theo đó là từ trên chết nghĩa là hơi chết về một phía tiếp theo là từ trống huếch có nghĩa là trống rỗng và hở rộng ra hoàn toàn không thấy có gì ở bên trong cả từ tiếp theo là từ rỗng tuếch có nghĩa là hoàn toàn trống rỗng từ rỗng tuếch còn có hàm ý chê bai một điều gì đó và cuối cùng là từ trắng bệt nghĩa là trắng một cách nhợt nhạt Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3. Chọn chữ hoặc vần thích hợp với mỗi bông hoa. Ý a nhỏ, chữ chờ hoặc chữ trờ. Để thực hiện, các em hãy đọc kỹ cho cô đoạn thơ này rồi sau đó chọn chữ chờ hoặc chữ trờ thay vào mỗi bông hoa có trong đoạn thơ nhé. Và sau đây, các em hãy xem bài làm chi tiết của cô. Chị tre chải tóc bên ao Nàng may áo trắng Ghé vào soi gương Bác nồi đồng hát bùng boan Bà chổi loẹt quẹt Lơm khơm trong nhà Tác giả Trần Đăng Khoa Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện ý B nhé Văn ác hoặc văn áp Và thêm dấu thanh nếu cần Để thực hiện được ý B Các em cũng đọc cho cô đoạn thơ sau Rồi sau đó Chọn văn ác hoặc văn áp để thay vào mỗi bông hoa có trong đoạn thơ này nhé và sau đây các em hãy xem bài làm chi tiết của cô ve ngân khúc nhạc gió hát lao sao lũy tre sạc xào đồng quê bát ngát tác giả gia hân như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần viết chính tả phần tiếp theo của bài học Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về từ có nghĩa trái ngược nhau. Và trong phần này, chúng ta sẽ thực hiện một số bài tập sau. Bài tập số 1. Tìm trong đoạn văn sau những cặp từ có nghĩa trái ngược nhau. Bây giờ, các em hãy lắng nghe cô đọc đoạn văn. Rồi sau đó, chúng ta sẽ tìm trong đoạn văn này những cặp từ có nghĩa trái ngược nhau nhé. Giá sách được bài trí so le, ngăn cao, ngăn thấp, ngăn rộng, ngăn hẹp, những cuốn sách dày, mỏng đứng cạnh nhau, trên cùng là hai bức tranh, một lớn, một bé, nhưng tất cả đều hài hòa, gọn gàng, đẹp mắt. Tác giả: Phúc Quảng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm những cặp từ có nghĩa trái ngược nhau có trong đoạn văn này nhé. Các em ạ, à, bài tập này chính là bài tập số 5 ở trong vở bài tập tiếng Việt tập 1, trang số 90. Các em sẽ làm bài trực tiếp vào trong vở bài tập tiếng việt nhé và ở đây bài mẫu đã tìm được một cặp từ có nghĩa trái ngược nhau đó là cặp từ cao thấp bây giờ chúng ta sẽ tìm tiếp nữa nhé các em tiếp theo cô tìm được cặp từ rộng hẹp là cặp từ có nghĩa trái ngược nhau tiếp theo nữa là cặp từ dày mỏng và cuối cùng đó là cặp từ lớn bé như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Tìm từ ngữ có nghĩa trái ngược với mỗi từ ngữ sau. Các em ạ, à, bài tập số 2 này chính là bài tập số 6 có trong vở bài tập tiếng Việt tập 1, trang số 90. Các em hãy lấy vở bài tập tiếng Việt tập 1 ra, lật ra trang số 90, bài tập số 6. Các em sẽ làm bài trực tiếp vào trong vở bài tập tiếng Việt nhé ở đây cô có các từ ngữ như sau tròn nóng lớn cao tươi chín bây giờ cô sẽ tìm các từ ngữ có nghĩa trái ngược với các từ ngữ này cô được kết quả như sau từ ngữ có nghĩa trái ngược với tròn đó là méo từ ngữ có nghĩa trái ngược với nóng đó là lạnh từ ngữ có nghĩa trái ngược với lớn đó là bé từ ngữ có nghĩa trái ngược với cao, đó là thấp. Từ ngữ có nghĩa trái ngược với tươi, đó là héo. Và từ ngữ có nghĩa trái ngược với chín, đó là xanh. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3. Sử dụng 2 đến 3 cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau ở bài tập số 2 để đặt câu nói về đặc điểm khác nhau. Ý A, giữa các đồ dùng trong nhà ở đây có câu mẫu là cốc uống nước thì lớn, còn cốc uống trà thì bé. Ý B, giữa các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên. Ở đây có câu mẫu là cây dừa thì cao, còn cây chanh thì thấp. Rồi, bây giờ cô sẽ dựa vào những cặp từ có nghĩa trái ngược nhau ở bài tập số 2. Cô sẽ thực hiện ý A, đặt câu, nói về đặc điểm khác nhau giữa các đồ dùng trong nhà. Cô có câu đầu tiên, khăn mặt của bố thì lớn, còn của con thì bé. Câu tiếp theo, đôi đũa của anh thì cao, còn của em thì thấp. Tiếp theo, cô sẽ thực hiện ý B. Cô sẽ sử dụng các cặp từ trái nghĩa ở bài tập số 2 để đặt câu nói về đặc điểm khác nhau giữa các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên. Câu đầu tiên, trời hôm qua thì nóng, còn hôm nay thì lạnh. Câu tiếp theo. Ngoài vườn những quả xoài đã chín, còn quả bưởi thì xanh. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ đến với hoạt động vận dụng. Trong hoạt động vận dụng này, cô có hai bài tập. Bài tập số 1, đóng vai gọi điện thoại cho ông bà hoặc người thân để hỏi thăm sức khỏe và kể về một niềm vui của em ở trường. Như vậy, ở bài tập này, các em hãy đóng vai mình đang gọi điện thoại cho ông bà hoặc người thân để hỏi thăm sức khỏe và kể về một niềm vui của em ở trường. Sau đây, cô sẽ gợi ý cho các em thực hiện bài tập số 1 này nhé. Các em có thể thực hiện theo gợi ý của cô hoặc các em cũng có thể thực hiện theo ý kiến riêng của mình. Ông bà ơi, do đang trong đợt thi nên hôm nay cháu không về thăm ông bà được. Cháu nhớ ông bà nhiều lắm. Ông bà có khỏe không ạ? À? Ông còn đau lưng nhiều không ông? Ở trường cháu có rất nhiều niềm vui, cháu còn mới được kết nạp đội đấy ông bà ạ. À? Cháu cảm thấy rất vui và tự hào khi cháu trở thành một đội viên ạ. À. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Chia sẻ cảm xúc của em khi gọi điện thoại cho ông bà hoặc người thân theo gợi ý. Vui vẻ, hạnh phúc, và những gợi ý khác. Như vậy, ở bài tập này, các em hãy nói cho cô và bạn bè biết sau khi gọi điện thoại cho ông bà hoặc người thân, em cảm thấy như thế nào, thì em hãy chia sẻ cảm xúc ấy cho cô và mọi người được biết nhé. Sau đây, cô sẽ gợi ý cho các em thực hiện bài tập số 2 như sau. Các em có thể thực hiện theo gợi ý của cô hoặc các em cũng có thể thực hiện theo ý kiến riêng của mình. Sau khi gọi điện thoại cho ông bà, em cảm thấy trong lòng rất thoải mái và vui vẻ. Em đã hỏi thăm và biết ông bà vẫn khỏe mạnh. Hơn nữa, em còn được chia sẻ niềm vui của mình với ông bà nữa. Có lẽ ông bà cũng rất vui và tự hào về em. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2 trong hoạt động vận dụng và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Có hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.